Dạ. Tới đâu đấy? Dạ tới lên Avao ạ. Lên Avao à? Dạ vâng ạ. Ráo con được đi chim lai chó trái nhá. Nước hả anh? Vâng. Vâng. Hỏi có nước không? Tiếp tế nước cho mấy ảnh cái. Dạ dạ. Mình kêu cho đem ăn với. Dạ, không có mang bánh chứ mà nhá. Rồi thấy thương mấy anh quá này. Dạ. Dạ. Ôi, nó sạt lở cỡ vậy luôn á hả anh? Dạ. À, trong kia còn ghê hơn nữa hả? Dạ. Ủa anh, ở đây là chỗ này là cái gì anh? Ở đây là địa điểm Tà Lâu hả? Tà Long. Dạ. Tà Long. Dạ. Kính chào quý vị các bạn, mình đang trên đường đi vào Avao thì chắc là còn phải hơn một tiếng nữa mới tới Avao. Coi chừng em, cẩn thận, ùn đứng ghê mày. Thì trên đường vào là mình thấy có một cái đoạn mà mình thấy sạt lở. Rồi mình thấy các anh đang phải dọn dẹp. Mình tranh thủ xuống mình quay chút xíu cho bà con coi. Có thể tưởng tượng được nếu mà đây là cái thời lúc này là hết rồi nha. Còn có lúc mà nếu mà đang xảy ra trong bão lũ thì mọi người nhìn thấy nó kinh hoàng tới mức nào. Đó, ở dưới đây là nó sạt lở mà để quy mô thành một cái hố giống như là cái. Ủa cái đường ống nó có bị bể không anh? Dạ không, tắt đó, bị tắt bên kia. À nó bị tắt bên kia thôi hả? Dạ. Ở đây mình có mình bao nhiêu người vậy anh? Dạ tất cả 15 16 anh em mới như đang đi lấy vật liệu từ đó. Dạ. 15 16 anh em. Dạ. À, tôi ngay mùng 8 chứ đó. Dạ. Thấy nước thiếu. Là từ mùng 8 tới giờ đó. Khắc phục từ mùng 8 tháng 10 tới giờ hả? Bây giờ là tới đầu tháng 11 là chưa xong. Dạ. Người đau mà ông đau nó ăn cái đi lại này. Ăn đi, nước này nó tràn qua đường đấy, cái nước tràn qua đấy xe cù nó qua được đâu. Dạ, phải cào lên, phải đẩy. Cào dạ, một cái giống. Đấy, bà con nhìn thấy trời ơi. Này ngay đâu là em phải làm đêm mà trực đêm đấy mà. Dạ. Đêm phải đi chặn đường là. Nhưng mà lúc nó sợ nó ấy thì có ai bị ấy đây có gì không? Không à, cũng may ha. Không có thiệt hại người. Có chụp được không Quang? Dạ được đó. Mình đi chứ. Ôi ghê quá, nhìn thấy. Nhìn thấy cái nó giống như là địa ngục á. Dạ giống như động đất vậy đó. Kinh hoàng. Thì phải bắt áo pháo luôn đấy. Bắt lại cũng được. Cái này đâu? Còn bên trái vậy đấy. Ôi ôi. Rồi gửi cho các anh thùng nước đi. Ủa có anh có anh ai là anh nào chỉ huy đây vậy? Em hả? Thôi cho anh gửi ít tiền cho mấy anh em nha. Bồi dưỡng mấy anh em trời ơi, cực quá. Dạ rồi, em thay mặt cảm ơn anh nha. Dạ, ok mấy các anh em. Dạ dạ. Anh ở đoàn đâu à? Anh đoàn công ty Điền Quân, anh từ Sài Gòn ra. À dạ. Anh ở Tam Vinh à? Dạ không, ở Sài Gòn anh. Bé Vũ ơi. Thôi đi để mưa trời cho nó sắp chuyển mưa nè. Quý vị bạn thời tiết đang 255, đang rất là xấu luôn, cũng không biết tình hình như thế nào luôn. À dạ.
Trời ơi nó lúng. Ê trời ơi, trời ơi. Dạ. Dạ không sao đâu anh, em... Dạ bùn. Dạ không sao đâu anh. Dạ rồi ok, ổn anh, ổn. Rồi cảm ơn anh nha. Thôi các anh cố gắng nha. Dạ. Chút xíu quà gọi là bồi dưỡng các anh thương bến thương nha. Đâu đang xả hay gì á? Ủa đang xả lũ hả? Đâu cái đó là cái đập đập nước mà. Trời ơi nước mà nó ghê ha. Nhìn. Đây đoàn mình đang tiến đang đây là con đường đang đến xã A Vào và xã A Ngo là hai cái xã mà có thể nói xa nhất. A Ngo cuối cùng hả? A Bung. Ôi trời. A Bung là giáp A Lưới hả? Ồ. Mình cũng chưa lên A Lưới này đang đi. Ồ nhưng mà đây là mà nó nằm thuộc cũng là đó sai cái xã này thuộc xã gần như là thuộc là một trong những cái xã mà xa nhất của huyện Đắk Rông. Bình thường mà không có thiên tai thì chắc là mình thấy ở đây cái khung cảnh đây nó rất là đẹp, rất là thơ mộng luôn á. Nhà đẹp lắm nhưng mà nhìn xuống dưới thung lũng rất là đẹp. Và còn rất là hoang sơ nhưng mà thiên tai thôi, thiên tai ập xuống rồi thì nhìn cái cảnh nó như đấy. Nó vẫn còn những cái đám bùn đất ở trên đường mà con có thể thấy rồi. Đó, phía bên kia cũng đang vẫn còn sạt lở kìa đó. Đấy, phía bên tay phải này đó. Đây, ở đây những cái dòng sông này là trở thành dòng sông bùn rồi. Ở trên đây mình thấy nhà mà có những cái ngôi nhà này là trước là nước nó lên là ngập hết. Phía bên kia núi sạt lở. Rồi bên đây này mình quá bên đây nữa nè. Ui trời ơi. Phía kia cũng sạt lở kìa đúng không? Đường đi kìa. Trên núi phía trước mặt á. Ủa. Đó, những cái mảng xanh giống như là nó tróc gốc hết lòi ra những cái lớp bùn, lớp đất đỏ bên dưới. Giống như là cái mái tóc mà đi cạo loang lỗ vậy. Đây, phía bên tay trái của quý vị các bạn này chúng ta có thể thấy là ngọn đồi giống như ngọn đồi trọc. Đó. Trước là đồi, ngọn đồi này chắc chắn là xanh rì mà bây giờ trở thành ngọn đồi trọc. Đó. Chưa? Đó. Một số cái dây điện bị quằn xuống, thậm chí là đứt luôn. Mấy ngôi nhà rồi trời ơi, đó bùn đó. Đó mấy ngôi nhà giống như ngập trong bùn. Rồi
rồi phía trước đang có một chiếc xe đang nó đang dọn đường, đang cào đất bùn. Ui dồi ôi, nó sạc rồi. Đã có nó con 40 cây đi, phải chạy tiếp con 40 cây nữa mà. Con 40 cây. Dạ, cái chạy thẳng một đường nữa lên quốc lộ 9 đâu. Dạ, 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 lên đây nên em thấy cái điện máy trên ở bên đường với là cái ngân hàng nông nghiệp em chứ ngày đó là có người sẽ đón em. Dạ, dạ, có chị Phùng đó. Dạ, dạ, có cái chị Phùng ấy thì lái số máy chị Phùng. Dạ, 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 40 cây này mới đến đó. Ôi, 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 hết sức bình tĩnh. Không có bao nhiêu người nó dọn cho nên nè. À, cái xe tải đó là chở đất của xe này. Đó, hôm trước mà chưa dọn đi chắc là cái khu này nhìn còn ghê kinh hoàng nữa. Đó, giờ dọn ngay cả tháng trời mà mới bây giờ nó mới có đường xá, nó có thông thương như vậy này. Thời tiết hôm nay là ui ui, là có mưa phùn nữa. Cái bùn đất nó vẫn còn đổ xuống sông đó, nên là dưới sông đó, cái màu sông như là sông bùn, sông đất sét. Ồ, ở đây cách A Lưới 66 km. Nghe nói trên A Lưới cũng đẹp lắm hả không chị? Ủa, nếu mà A Lưới mà đi từ Huế thì đi sao ta? Đi từ Huế có đường, đi từ Huế lên nhưng mà cái đường Hà Nội khó đi. A Lưới mà đi từ Quảng Trị qua thì dễ hơn hả? Ôi ôi, coi kìa. Trước mắt quý vị các bạn là những cái cảnh đấy. Đây, những cái ngôi nhà này là cái mùa bão lũ vừa rồi là nó ngập lên tới nóc luôn đấy. Đó, mà chưa kể là bùn đất nó sạt lở xuống, rất là sợ, rất là nguy hiểm. Khổ cái là dân là nhà người ta xây ở ngay dưới ngay dưới chân núi, ngay dưới triền núi, cho nên là khi mà xảy ra sạt lở là nó chôn vùi ngay lập tức. Hầu hết ở đây là người đồng bào hết hả chị? Dạ, người đồng bào hết. Dạ. Hầu hết là những cái cư dân ở cái đất ro ở các cái huyện xa này là người đồng bào. Đồng bào Ba Cô hả? Ở đây là Vân Kiều, Ba Cô. Ở Ba Lòng là toàn bộ là Vân Kiều. Ủa, cái thác nhỏ đẹp quá nhỉ. Trời ơi, coi kìa. Ôi, tan nát hết. Đất đá bùn. Ôi, mấy cái nhà đó chắc còn đấy, mấy cái nhà bên đó là tan rồi.
này mùa nắng ở đây đẹp lắm đó. Giống như tiên cảnh luôn rồi, nhưng vậy và cái mùa cái mùa bão lũ thì thôi nhìn kinh hoàng. Ôi ơi, ôi ôi ôi. Đá này vừa rồi chắc lũ nó lấp đúng không nhỉ? Mới đó, lũ hai bên đường á, chỗ đất đá. Rồi, phía đường trước nó nứt, nó bể hết rồi. Ôi, cái đường ở dưới tan nát hết rồi. Ồ, cẩn thận nha. Rồi, ồ, wow, 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 ồ. Báo phía sau nó cho nó biết rồi. Được chạy biết. Ôi. Chỗ này có cái chỗ đường bể mà cái xe phía sau cẩn thận nha. Tú nghe vào đàm Tú ơi. Dạ nghe thôi, dạ nghe. Tè tua hết. Ui ui. Xá tan nát hết. Đây điện đại đoàn đoàn mình đang chuẩn bị tiến vào Avao. Giao thông ở đây cái đường xá cực kỳ xấu, ngoài trời bắt đầu đổ mưa. Chính vì cái tình hình giao thông nó đường xá xấu quá rồi, bị sạt lở, cho nên là hai cái vùng, hai cái xã, những cái xã mà ở vùng sâu vùng xa này đã sâu đã xa lại càng xa hơn với các đoàn cứu trợ. Đất đá từ trên núi nó đổ xuống đó, người ta bắt đầu mua đây chuẩn bị để tái thiết. Có bé nó gùi, nó đi gùi gùi củi rừng hay gì vậy này. Ôi, ở phía trước, đây à. Ôi, đoạn này xấu quá. Đường nó bị vỡ, bị bể hết.
Đây là một ít hình ảnh cái đoạn đường mà trên đường của đoàn mình đi tiến vào xã A Vao, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị ha. Đó quý vị các bạn cũng thấy rồi. Nhưng cái tình hình đó là hậu quả để mà sau bão lũ nó còn kinh hoàng hơn chúng ta tưởng tượng rất là nhiều, đặc biệt là đối với các đồng bào ở những cái vùng mà xa xôi như thế này, xa xôi hiểm trở. Chính vì vậy cho nên là việc ôi còn về phía trước kìa. Chính vì vậy cho nên cái việc mà các đoàn cứu trợ để mà đến với các khu vực đồng bào này là vô cùng khó khăn. Ồ, nước nó chảy kinh hoàng luôn. Ôi ôi chị hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc của Quảng Trị nói mình đá nó không phải là ở vùng này đâu, đá nó trôi từ đâu trên trút từ đỉnh núi nó rơi xuống. Chúng ta tưởng tượng mà khi mà những cái trận đó, lũ đá mà nó đổ xuống kiểu này sao mà sống nổi. Nhìn thấy sức mạnh của thiên nhiên chưa, sợ chưa? Cái cơn cuồng nộ của thiên nhiên thấy đáng sợ không? Rồi dạ, xin phép chào tạm biệt quý khán giả ở video này. Dạ, xin khép lại video này, sẽ tiếp tục cập nhật tình hình trong cái chuyến đi miền Trung đợt thứ hai này của Coleman và Khương Dừa. Xin chào tạm biệt. Yeah!